Phú lựa cái câu nào mà dễ nhất cho chị nhé. Nghe nói là chị Hằng nấu chè ngon lắm đúng không? Hôm nay là món chè là của chị đó. Còn càng nói tay cho chị Hằng. Ok, câu đố này rất là dễ nhé. Với là người nấu nướng ngồi chờ với chị. Lá dứa, lá dừa, lá dông, lá nào dùng để gói bánh chưng? Lá dông hả? Các bà mẹ con giáo đồng ý không? Yeah, alright. Lá dông bằng trong cái này để bảo đảm bánh chưng ngon hơn. Con chào bó tay cho chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.